tới rồi bạn cho bạn xuống con quay lại đây thấy chỗ đầu từ có quán quán này không gửi được xếp hàng ở đây để gửi xe đấy các bạn. Gửi xe khá là lâu các bạn, vì là bây giờ cũng đã khá là đông xe, ta sẽ dừng ở đây nhé.